Có làm bếp chung bữa nào chưa? Dạ có. Có ăn cơm chung bữa nào chưa? Dạ có. Ăn cơm chung nhiều không? Cô đi từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ăn cơm lúc nào? Nói chung là chỉ có những ngày con nghỉ thôi. Cái mà ăn cơm chung chắc có thể là đếm trên đầu ngón tay. Dạ. Tự vì 8 giờ tối gì thì tôi đâu có ăn tối được. 5-6 giờ tôi thấy ăn tôi sợ lắm, tôi sợ mập. Tôi thấy ăn vậy để hạn chế. Thì 8 giờ cô này mới về là tôi vô phòng rồi. Dạ. Vậy con với mẹ con có hay đi chơi ở đâu không rồi? Dạ không có thời gian chút. Không có thời gian. Dạ. Coi như đâu làm dâu đâu. Không có làm dâu đó. À. Thì nó rảnh lúc nào làm lúc mấy, như con mình ở nhà mình cũng có không đâu có làm gì. Cũng hay mình ha. Cũng phụ bây giờ các bà mẹ cũng rất là hiện đại, tức là làm dâu thì rảnh lúc nào làm lúc đó. Khỏe nha. Nó đi làm rồi sao mà nó... Nhưng mà con bé này nó được cái là nó hiền, nó nghe lắm. Dạ. Mẹ nói gì là nghe nấy chứ nó không có cãi lời không ấy. Ví dụ như làm cái đó không vừa bụng thì nói là con đừng làm gì. Thì sao con phải làm ví dụ nấu ăn là mặn quá thì mẹ ăn phải hơi lạc thì làm lạc rồi. Dạ. Cô có buồn con dâu điều gì chưa từ hôm nay? Chưa. Thật sự là không buồn. Dạ. Tự vì thấy nó rất là dễ thương. Nhưng mà cô có thấy cái điều gì mà giữa cô và con dâu mình chưa có hợp nhau không? Không hợp đó là có một cái là cô này thì hơi bề bộn. Tự vì cô quá kỹ rồi một tạc tóc gớm dưới đất cô cũng chịu nổi. Dễ hứa. Cô quá kỹ thành ra có khi là vậy mà mình khó đó. Dạ. Từ lúc mà coi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu bắt đầu cởi là mở lòng ra thôi, giảm bớt khó quá mơ mốt con mình không có hạnh phúc. Dạ. Vậy là mẹ chồng nàng dâu có hiệu quả đó nha. Hiệu quả lắm đó chứ. Dạ. Môi để mình mất kinh nghiệm. Dạ đúng rồi, có những câu chuyện làm chúng ta sẽ nhìn lại thì thấy mình trong đó, mình giảm, mình da giảm giống như gia vị đó, cho cái món ăn nó đẹp hơn, cho gia đình hạnh phúc hơn á con ạ. Chứ nếu như mà kỹ đúng như mẹ con nói thì là con hơi mệt đó nha. Kỹ lắm á, trời ơi, ông xã tôi còn chịu không nổi tôi đó. Không có phải khó quá, nói là không phải chịu không nổi. Trời ơi, tôi làm cái gì phải sạch, tôi mới chịu. Đã thời gian bỏ ra là phải làm cho thành tỷ, không nên làm lại lần thứ hai. Cho nên tôi làm gì ra cái máy chứ không có nghe. Vậy cô thấy cô hợp với con dâu điều gì? Hợp với con dâu là cái kiểu giống như ăn uống hay là đi shopping, đi siêu thị được chút đỉnh á. Mẹ cũng có vẻ thoáng hiện đại nha. Dạ. Cô là công việc gì? Tôi hồi xưa là kế toán. Dạ, nhưng mà sau đó về hưu thì giờ làm gì? Bây giờ hả, chỉ có chơi thể dục với ở nhà rồi làm nội trợ nấu nước chưa nấu cơm. Nội trợ mà đẹp quá trời của đất. Dạ. Phải có đi tham gia cái gì đó chứ. Hả? Chỉ có chơi thể thao là tham gia nhiều nhất thôi. Cô chơi môn gì? Aerobic. Hèn chi tướng đẹp á, phải đẹp, em biết là phải đẹp mà. Dạ. Em biết là nhảy tập. Dạ. Đó hả? Dạ. Đâu cô làm một bài cho Lê Lộc nó học thôi. Rồi cho miếng nhạc đi, cho miếng nhạc biết nha. Để coi cái mẹ này chồng. Chủ yếu là lắc nhiều. Nhưng mà cô có tập cho con dâu không? Dâu nó không dám tập đâu. Nó có thời gian đâu nó tập. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, con chào cô. Chào quý vị khán giả. Tôi tên Hồng Thị Kim Ánh. Năm nay tôi 67 tuổi, ở nhà nội trợ. Tưởng đâu là bà hội đồng. Cái đó là tôi đi học là ông thầy đã bắt tôi là bà hội đồng không nữa. Ủa vậy? Đó, bị mang tên là bà hội đồng. Trời ơi, từ lúc vô học là thầy đặt tên quá luôn. Quá đẹp luôn, lộng lẫy sang trọng. Chào bà hội đồng. Dạ, xin mời chị ạ. À. Dạ, em tên là Xuân, em đến từ Kiên Giang. Mình năm nay là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, 29 tuổi. Mình làm dâu của mẹ lâu chưa? Dạ, em làm dâu của mẹ được gần năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai thì cô ấn tượng điều gì cô gái này? Ba của bé là bạn học của tôi. À. Hai người học chung cao đẳng thống kê kế toán. Cái xong cái 40 năm sau, mấy đứa mình ở Úc rồi với ở Mỹ nó đang tìm bạn lợi hết. Rồi cái bắt đầu mới họp mặt là hẹn thì đi xuống Cần Thơ ở đó mấy ngày. Cái là ba nó nói thôi tôi có đứa gái vậy đó, thôi bây giờ tôi với bà làm phu đi. Wow. Rồi có thì bên đây cũng có thằng trai lớn hơn cô này 1 tuổi, rồi dắt gái lại ra mắt luôn trong nhóm bạn luôn. Là ngày đó luôn mới bắt đầu mới biết mặt cái ngày đó.
lúc đó cô nhìn thấy nàng dâu tương lai của quá mình. Đẹp dễ thương. Dạ. Đúng ý luôn mà đúng có ý. Chiều cao nữa. Dạ. Là đúng ý rồi. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng cái lần đó chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy mẹ em chị tin. Mẹ em vui vẻ, không có giống như là cái kiểu trong suy nghĩ của em là mẹ chồng là khó khăn. Ủa nhưng mà khi mà mẹ dắt làm mai mối giữa con mẹ với em á thì hai đứa có cảm tình nhau liền không hay ngại ngùng hay là không phải là đối tượng? Dạ mới đầu em nhìn chồng em, chồng em ghét. Ủa sao kỳ vậy? Nói chung là không có ấn tượng nhiều. Rồi xong rồi sau đó mới nhắn tin tìm hiểu nhau á thì mới có cảm tình. Dạ trong vòng vài tháng. Ha, mẹ có tác động gì giúp cho con trai để tìm hiểu có con chứ. Dâu nhanh? Cũng phải nói vô dữ lắm chứ. Trời nó cũng khôn lắm chứ chú. Nó nói mẹ giới thiệu thì mẹ chịu trách nhiệm nha. Có gì là con đổ cho mẹ hết. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Khi mà làm dâu về rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Nói chung là nó còn dễ hơn là cái trong cái tưởng tượng của em. Vậy hả? Dạ. Về nhà mẹ chồng rồi mẹ có phải bắt làm này làm kia không? Dạ không, cái đó thì giống như là trách nhiệm của dâu thì em sẽ làm thôi. Làm gì ở nhà nè? Dạ thì tại vì con đi làm từ sáng tới 7 giờ tối rồi. Sáng thì con thức thì con chỉ làm được một số việc trong nhà thôi. Ví dụ như là quét nhà, lau nhà hoặc là con nấu cơm con đem theo đi làm vậy đó. Chứ còn thêm nữa thì không làm kịp. Nấu cơm con đem đi con tự ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy con nấu cho con chứ đâu phải nấu cho mẹ. Nấu để lại nữa. Lấy còn để lên khúc cho mẹ ha. Tôi cũng thông cảm cho nó tự gì. Sáng nó phải lau nhà lau cửa nữa làm không kịp. Thôi nói thôi cái nào mà con đem theo ăn thì con làm. Còn nhiều cứ để đâu cho mẹ. Chứ làm đâu kịp. 8 giờ rồi, 8 giờ tối cái gì à. Trời ơi. Đi suốt vậy mà chủ nhật cũng đi luôn chứ đâu có ở nhà. Ủa gì thời gian đâu làm dâu. Dạ như một tháng con cũng được nghỉ 3 ngày á. Thì nếu như mà con muốn ở nhà ngày nào thì con xin nghỉ. Con xin ọp một ngày. Ừ. 3 ngày trong một tháng đó. Dạ. Mà không được liên tục nữa. Rồi những cái ngày nghỉ đó mình ở nhà mình làm cái gì giúp mẹ nữa hả chị hả? Ừ, em cũng chỉ làm công việc nhà thôi. À. Rồi rảnh thì hai mẹ con ngồi nói chuyện. Ui từ lúc cưới nhau tới giờ đó, con với mẹ có làm bếp chung bữa nào chưa? Dạ có. Có ăn cơm chung bữa nào chưa? Dạ có. Ăn cơm chung nhiều không? Cũng đi từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ăn cơm lúc nào? Nói chung là chỉ có những ngày con nghỉ thôi. Cái mà ăn cơm chung á chắc có thể là đếm trên đầu ngón tay. Dạ. Tự vì 8 giờ tối về thì tôi đâu có ăn tối được. 5-6 giờ tôi phải ăn, tôi sợ lắm, tôi sợ mập. Tôi phải ăn vậy để hạn chế. Thì 8 giờ cô này mới về là tôi vô phòng rồi. Dạ. Vậy con với mẹ con có hay đi chơi đâu không rồi? Dạ không có thời gian chút. Không có thời gian. Dạ. Coi như đâu làm dâu đâu. Không có làm dâu đó. Thì nó rảnh lúc nào làm lúc mấy như con mình. Mình ở nhà mình cũng có không, đâu có làm gì. Cũng hay mình ha. Cũng phụ nó bây giờ thôi. Các bà mẹ cũng rất là hiện đại. Tức là làm dâu thì rảnh lúc nào làm lúc đó. Khỏe nha. Nó đi làm rồi sao mà nó... Nhưng mà con bé này nó được cái là nó hiền, nó nghe lắm. Dạ. Mẹ nói gì là nghe nấy chứ nó không có cãi lời không á. Ví dụ như làm cái đó không vừa bụng thì nói là con đừng làm gì. Thì sao con phải làm ví dụ nấu ăn mặn quá thì mẹ ăn phải hơi lạt thì làm lạt rồi. Dạ. Cô có buồn con dâu điều gì chưa từ hôm nay? Chưa. Thật sự là không buồn. Dạ. Tự vì thấy nó rất là dễ thương. Nhưng mà cô có thấy cái điều gì mà giữa cô và con dâu mình chưa có hợp nhau không? Không hợp đó là có một cái là cô này thì hơi bề bộn. Tự vì cô quá kỹ rồi một tạc tóc rớt dưới đất cô cũng chịu nổi. Dễ hứa. Cô quá kỹ thành ra có khi là vậy mà mình khó đó. Dạ. Từ lúc mà coi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu bắt đầu cởi là mở lòng ra thôi giảm bớt. Khó quá mơ mốt con mình nó không có hạnh phúc. Dạ. Vậy là mẹ chồng nàng dâu có hiệu quả đó nha. Hiệu quả lắm đó chứ. Dạ. Thôi để mình mất kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Có những câu chuyện làm chúng ta sẽ nhìn lại thành thấy mình trong đó. Mình da giảm giống như gia vị đó. Cho cái món ăn nó đẹp hơn, cho gia đình hạnh phúc hơn á con hả? Chứ nếu như mà kỹ đúng như mẹ con nói thì là con hơi mệt đó nha. Kỹ lắm á. Trời ông xã tôi còn chịu không nổi tôi đó. Nó phải khó quá. Nó không phải chịu không nổi. Trời ơi, tôi làm cái gì phải sạch tôi mới chịu. Đã thời gian bỏ ra là phải làm cho thật kỹ, không nên làm lại lần thứ hai.
cho nên tôi làm gì ra cái máy chứ không có nghe. Thì tôi thấy cô hợp với con dâu điều gì? Hợp với dâu là cái kiểu giống như ăn uống hay là đi shopping, đi siêu thị được chút đỉnh đó. À, mẹ cũng có vẻ thoáng hiện đại nha. Dạ. Cô là công việc gì? Tôi hồi xưa là kế toán. Dạ, nhưng mà sau đó về hưu thì giờ làm gì? Bây giờ hả, chỉ có chơi thể dục với ở nhà rồi làm nội trợ nấu nước rồi nấu cơm. Nội trợ mà đẹp quá trời của đất. Dạ. Phải có đi tham gia cái gì đó chứ. Dạ. Hả? Chỉ có chơi thể thao là tham gia nhiều nhất thôi. Cô chơi môn gì? Aerobic. Hèn chi tướng đẹp á, phải đẹp, aerobic là phải đẹp mà. Dạ. Aerobic là nhảy tập dạ đó hả? Dạ. Đâu cô làm một bài cho Lê Lộc nó học thôi. Rồi cho miếng nhạc đi, cho miếng aerobic nhạc. Aerobic nha. Cái này chồng chủ yếu là lắc nhiều. Nhưng mà cô có tập cho con dâu không? Dâu nó không dám tập đâu. Nó có thời gian đâu nó tập. Lắc rồi chân dạ tay cái gì á, là ngày nào cũng xong tập đều vậy không? Không, ngày nào 4 giờ tôi cũng ra sân tập xong rồi tôi đánh cầu với cầu lông với ông xã. Sao vậy, nhờ gì tướng đẹp sang? Dạ. Xong rồi chưa làm một chập nữa 2 tiếng đồng hồ rồi dạ tập bụng rồi lại. Rồi xong tối đạp xe đạp. Thì xong rủ ông xã tập aerobic luôn. Ông xã không chịu, ông không tập những cái động tác mà ông nhảy cái gì mà cứ cái chân con nhảy cũng được. Cái đó tôi nhảy đau đầu gối lắm chứ. Mỗi người nhảy kiểu. Thương lắm chú ơi, thương nó. Nhiều lúc nó làm tôi nhớ đó, nó nói trời về thế nào cũng hung nó nhưng mà về mắt cỡ. Nó về mắt cỡ quá. Cái này là mẹ mẹ nói cho con biết nha, mẹ muốn hung con lắm nhưng mà sao mày mắc cỡ. Không có gì đâu, con dâu mình mà. Nhưng mà tự nhiên mắc cỡ á. À dạ. À, thì chính là vậy, con dâu phải chủ động. Dạ. Nhào tới hôn mẹ liền. Có chưa? Dạ chưa. Không? Con dâu chắc cũng mắc cỡ luôn. Dạ. Trời ơi, con này mắc cỡ dữ lắm. Tôi thấy rằng là nhiều nàng dâu rất là khéo nha. Dạ. Về là mẹ, ô mẹ về. Tự nhiên là mẹ, bữa nào mà không thấy con dâu là mẹ nhớ liền. Chồng con cũng kêu vậy đó mà con chưa làm được. Thử đi, giờ mình thử. Mình thử làm lần cái từ từ mình quen à. Dạ. Con có tưởng tượng như chồng con đi. Dạ, chồng con cũng nói như chú vậy. Nói giờ em làm với anh được nhưng không làm với mẹ được. Với cái tuổi này mà được như thế này là quá quá tuyệt vời rồi đó. Dạ. Chứ không biết mình tới tuổi đó còn nhảy nổi không. Không, chú tập thường là chú làm được hết á. Nổi. Dạ. Con tập 5 phút rồi con thở con bò. Đối với tôi thì một thời buổi này bây giờ là nó hiện đại quá rồi. Dạ. Cho nên cái sự làm dâu là không có. Nó cũng như con gái của mình thôi. Nó cũng đi làm suốt giống như hồi xưa. Hồi xưa mà tôi đi làm mà có ai mà ở nhà mà nấu bữa cơm gì tôi mừng lắm, tôi đỡ lắm. Tại vì hồi xưa đi vừa đi làm rồi, xong về chợ búa rồi con cái nữa, rất là khổ. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó vậy là mình phải giúp đỡ. Hay quá. Con dâu đối với con tức là từ đó giờ con suy nghĩ là mẹ chồng giống như là cái gì đó dữ lắm, nhưng mà đối với mẹ chồng con hiện tại bây giờ thì đối với con là quá 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 tuyệt vời. Con mong muốn sắp tới là mẹ con sẽ như thế nào? Dạ, mẹ con thì bớt lo cho con đi, suy nghĩ cho mẹ nhiều. Con nghĩ là mẹ con cũng cần cái sự chia sẻ chăm sóc của con với mẹ. Dạ con. Dạ. Tại vì con hình như là nào giờ con sống là thiên về nội tâm nhiều á, cho nên là con ít có bày tỏ ra được, cho nên là con có thiếu sót đó. Ừ. Có bao giờ con ngồi khóc với trước mặt mẹ chồng vậy chưa? Dạ. Chưa đúng không? Dạ, không, nó khóc lén thôi mà chú ơi. Tại vì bữa đó tôi về tôi mới nói là nè mẹ nói cho tụi con chuẩn bị tâm lý trước nha. Mẹ thấy với bố vậy đó, thấy tập thể dục vậy đó, nhưng mà con người nó vô thường mà, có khi thấy vậy chứ chết bất thình lình, nó ngã lên tăng xong cái này kia đó, cho nên mẹ nói vậy cho tụi con chuẩn bị, đừng có thấy rồi không chuẩn bị tới lúc mẹ ấy hụt hẫng quá, cái gì cũng dựa vô mẹ, bây giờ mẹ làm gì cứ học hỏi. Nhưng mà cô có mong muốn là con dâu cô có một cái điều gì thay đổi trong cuộc sống không? Bây giờ chỉ có mong là có cháu thôi. Giờ không biết nàng dâu mình có dự định gì cho tương lai chưa nha? Ngán để. Dạ. Con dâu nó có con rồi, nó cũng đi từ 8 giờ sáng 8 giờ tối đó. Rồi ai chăm sóc cháu? Thì cũng hai ông bà già hoặc là gửi gì với quê cho bà ngoại ông ngoại.
ông xui tôi, ông nói rồi mà. Nó nói ha, nói mơ mốt á nghe, giao trước rồi đó, mơ mốt có cháu là ông giữ nè. Rồi bà nhớ nha, bà đừng có giành với tôi nha. Xong rồi nói con dâu ha, tôi gả rồi, con gái tôi cho bà rồi, phần sau là con dâu bà tự chịu trách nhiệm, tôi không có chuyện gì hết. Hôm nay thì chồng con có gửi chương trình một bức thư để Quỳnh Linh đọc coi có thư gì đây. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lo lắng và quan tâm cho con. Con cũng cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ mà con có vợ như ngày hôm nay, một cô vợ đảm đang và xinh đẹp. Anh cũng cảm ơn em, vợ, vì nhờ em mà anh thay đổi nhiều thứ lắm. Hôm nay con cũng muốn mẹ và vợ hiểu nhau hơn nên con đăng ký tham gia chương trình. Vì con biết từ lúc cưới đến giờ thời gian cũng không có nhiều bên mẹ nên hai người không hiểu nhau. Lúc vợ con về thì mẹ cũng đi ngủ rồi. Thực sự vợ con cũng là người rất quan tâm đến mẹ, chỉ là hai người chưa hiểu nhau một tí mà thôi. Con mong mẹ thông cảm cho vợ của con. Còn vợ à, anh biết cuộc sống em trước đây có nhiều chuyện buồn rồi, nên bây giờ anh muốn em vui vẻ hơn thôi. Đôi lúc anh cũng khùng khùng điên điên vậy đó, nhưng mà thực chất anh muốn em vui vẻ hơn. Chứ thật ra mẹ và vợ con tuyệt vời lắm rồi. Cũng biết là lúc khùng khùng à. Chọc dở suốt ngày. Nhưng mà sau khi chị nghe lá thư này xong thì chị cảm thấy như thế nào? Cũng có chút cảm động. À, chúng ta có một chút nhướng gì điều đó chưa hiểu nhau, chưa chia sẻ nhiều với nhau, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, như là lá thư con trai cô viết vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều, bà hội đồng. Thôi bây giờ mình hung thoải mái đó, con dâu hung mẹ đi được không? Bây giờ là ngày nào cũng vậy nha con nha, ngày nào cũng ôm hung mẹ trước khi đi làm là hung. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Phần quà dành cho gia đình mình là một thùng nước giặt xả đậm đặc Sanzot với công thức đặc biệt giúp giữ màu quần áo luôn tươi mới, thơm ngát và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Sản phẩm được nhập từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị ạ. Và hy vọng